Xin chào tất cả các em, những học sinh 2004 năm nay bắt đầu bước vào lớp 10. Hôm nay thầy sẽ giúp chúng ta xử lý một cái chuyên đề mà thầy nghĩ là nó là cái chuyên đề trọng tâm của chương 1, động học chất điểm. Và thầy gộp một số bài lại trong một chuyên đề này. Và từ một cái chung, thầy sẽ suy luận ra từng cái riêng. Vậy khi nhớ, chúng ta chỉ cần nhớ một bộ công thức thôi. Đó. Thế thì lát nữa thầy sẽ bắt đầu. Trước khi bắt đầu thì chúng ta cũng phải đợi các bạn để chúng ta ổn định và sẽ chú ý những cái khái niệm mà thầy sẽ xây dựng ở đây. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi thầy trên YouTube. Lớp 12 tối thứ 7, thầy hẹn các em vào tối thứ 7. Chào bạn Vân Trang Tạ. Xin chào bạn Huyền Phương. Xin chào bạn Tạ Vân Trang. Chào tất cả các bạn đang theo dõi thầy trên YouTube. Chúng ta sẽ cùng nhau đợi các bạn ổn định một chút. Được rồi, bạn Hà Văn Trọng thân mến, là thầy sẽ xử lý tất cả các bài trong đó có rơi tự do. Trong đó có tất cả các vấn đề liên quan đến chuyển động thẳng nhá. Thầy nói trước là bài này thầy sẽ gộp cả chuyển động thẳng đều. Thẳng đều này. Biến đổi đều. Biến đổi đều có nhanh dần đều và chậm dần đều. Và rơi tự do. Đấy, thầy gộp lại và chúng ta chỉ nhớ 4 công thức cốt lõi. Rồi, các bạn đã bắt đầu vào. Thầy đợi các bạn ổn định đông đông một chút thì thầy bắt đầu. Xin chào bạn Thùy Trang, xin chào bạn Phát Diệp. Xin chào Phạm Thảo, Kiều Linh. Chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đang theo dõi thầy trên fanpage của tuyển sinh 2007 trên YouTube. Ok, sẽ có bài nâng cao. Chúng ta sẽ chuẩn bị bài nâng cao. Xin chào bạn Tài Tinh Tế. Cứ khoảng 150 bạn là thầy sẽ bắt đầu. Đợi các bạn một chút. Các bài khó hiểu liên quan chuyển động thẳng sẽ được giải quyết trong ngày hôm nay. Xin chào bạn Huyền Tử. Tạ Thảo Chi. Chỉ biết cười mà thôi. Không gì thay đổi thì thầy sẽ like cho lớp 10 vào tối thứ 3 hàng tuần nha. Nhưng vì tuần này tối thứ 3 cái mạng quá kém cho nên thầy chuyển sang tối thứ 5. Chào Tuấn Anh,
Mạnh Nguyên, chào Quyền. Trường em chưa học đến bài này. Ok. Bạn Nguyễn Thư thân mến. Bạn tài tinh tế thầy sẽ live khoảng 1 tiếng. 1 tiếng thôi, 1 tiếng thôi, tức là đến khoảng 9 rưỡi hoặc là 45 phút thầy sẽ hướng dẫn cái quan trọng nhất. Sau đó các em phải chịu khó làm bài tập thôi. Ok, thầy đợi 1-2 phút nữa thầy sẽ bắt đầu. Rồi, xin chào bạn Ngọc Ban. Rồi, đông một chút nữa đã. Xin chào bạn Minh Hằng Trần. Xin chào bạn Phạm Thảo. Lịch cụ thể thì bây giờ hiện tại là thầy sẽ chốt lớp 10 vào tối thứ ba. Không gì thay đổi là lớp 10, 11 tối thứ sáu và tối thứ bảy là lớp 12. Thực ra là có rất nhiều bạn muốn sớm, có bạn muốn muộn, cho nên thầy cứ lấy cái khung giờ hợp lý nhất. Có lẽ là thầy bắt đầu. Trong cái thời gian chờ đợi thì các bạn có thể xem lại ở trên YouTube. Trước tiên thầy sẽ nói về cái kiến thức quan trọng để hình thành năm cái ba cái xử lý ba cái dạng bài này, ba cái đơn vị kiến thức là thẳng đều, biến đổi đều. Trước tiên ta phải khẳng định cái quỹ đạo. Quỹ đạo là đường mà nó vạch ra trong quá trình chuyển động ấy, thì thẳng đều, thẳng biến đổi đều hay rơi tự do thì quỹ đạo của nó là đường thẳng, đều là đường thẳng. Thế bây giờ thầy sẽ nói đến cái thế nào là đều, thế nào là biến đổi đều và rơi tự do. Thực ra rơi tự do nó chính là nhanh dần đều. Vậy bản chất của nó thì dựa vào đâu để người ta xét đều hay là nhanh dần đều? Thì người ta sẽ xây dựng thông qua cái khái niệm là vận tốc tức thời. Thế thầy mới quan tâm đến bài toán vận tốc tức thời. Giả sử một vật chuyển động cong chứ không cần cần phải thẳng. Đó, thế thì nó chuyển động theo hình ảnh như thế này. Thì vận tốc tức thời, ký hiệu là V, tính như thế nào? Tại điểm M. Ở thời điểm T. Đúng không? Tại điểm M ở thời điểm T. Thế thì người ta sẽ xét quãng đường đi được trong một khoảng thời gian delta T rất nhỏ. Delta S là quãng đường, tất nhiên là xét từ điểm M nhé, tính vận tốc tức thời tại M. Thì vận tốc tức thời tại M nó có đặc điểm là tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó, phương và chiều trùng với phương chiều chuyển động, đúng không? Còn chiều dương rõ rồi, phương chiều rồi, chúng ta nói đến độ lớn, đúng không? S là quãng đường chuyển động của vật trong khoảng thời gian nhỏ. Thời gian delta t rất nhỏ.
Thế thì nó nói về chuyển động thì cái vector vận tốc này nó có điểm đặt trên vật, phương chiều chung với phương chiều của vật và độ lớn thì sẽ bằng delta S chia cho delta T. Thế thì thầy sẽ nói đến đặc điểm của cái vector vận tốc này. Hình ảnh là nó là tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm chúng ta xét, được chưa? Thế thì khi nào là tức thời? Tức thời là ngay lập tức tại một thời điểm nào đó. Vậy thì muốn tính được thì người ta phải xét với khoảng thời gian rất nhỏ, đúng không? Điểm đặt. Là trên vật. Phương chiều. Chung với phương chiều của chuyển động. Độ lớn thì sao? Đấy. Độ lớn của vận tốc thì là V sẽ bằng delta S chia cho delta T. Với delta T rất nhỏ. Đấy là vector vận tốc đặc trưng cho sự nhanh chậm tại một thời điểm nào đó. Tại một thời điểm nào đó. Thế thì sau khi nói đến vận tốc nhỉ, nhớ như này là vận tốc thế thì cái vận tốc này là vận tốc tức thời. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái chuyện là đều và không đều như thế nào, đúng không? Mai thầy không like, mai không có cái thời, không có có phòng quay cho thầy, thầy để tối thứ 7. Tối thứ 7 là thầy like cho lớp 12. Dạ, thầy nói xong về vận tốc tức thời. Bây giờ nói đến nhanh dần đều, chậm dần đều. Rồi là đều thì chúng ta sẽ nói đến cái yếu tố nào? Trước tiên chúng ta sẽ khẳng định và bằng cái định tính đã. Sau đó thầy mới đưa ra cái định lượng. Thế bây giờ thầy sẽ nói đến này. Nhanh dần đều. Xin lỗi là chuyển động đều. Đều. Thẳng đều nhá. Thầy là thẳng đều luôn đi. Chúng ta sẽ nói đến thẳng đều. Đấy. Chuyển động thẳng đều. Thứ nhất là quỹ đạo là đường thẳng. Là đường thẳng. Và gì nhỉ? Theo các em đều là gì? Vận tốc không đổi theo thời gian, đúng không? V không đổi. Đấy. Thẳng đều là V không đổi. Được chưa? Thế thì ta lại nói đến cái biến đổi đều. Thì quỹ đạo vẫn là đường, là đường thẳng, đúng không? Quỹ đạo là đường thẳng. Gì nữa? V như thế nào? V tăng đều hoặc là giảm đều. Tất nhiên là theo thời gian rồi. Thế thì nếu chúng ta có tăng đều thì chúng ta sẽ có nhanh dần đều. Còn giảm đều thì chúng ta sẽ có chậm dần đều. Đúng không? Còn rơi tự do. Cái nhanh dần đều này, nếu mà theo phương thẳng đứng, chúng ta có
rơi tự do. Thế thì có mỗi một điều là với rơi tự do thì vận tốc ban đầu V0 bằng bằng 0. Và gia tốc nó biết trước. Gia tốc gia tốc ta sẽ nói sau. Ta chưa nói đến khái niệm gia tốc. À, chỉ có điều là rơi tự do thì vận tốc ban đầu bằng bằng 0 và vận tốc của nó tăng đều theo thời gian. Đó. Thế thì đấy là những cái kiến thức gọi là định tính. Thế thì để làm thế nào để biết rõ là cái gì nhìn vào đã biết là nó tăng đều bao nhiêu và nó giảm đều bao nhiêu hoặc là không đổi, thì chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm cực kỳ mới trong cái bài toán liên quan đến chuyển động thẳng biến đổi, đó chính là khái niệm gia tốc. À, thầy cứ giảng lý thuyết xong lát nữa chúng ta hỏi thầy các bài cụ thể, thầy sẽ hướng dẫn từ rơi tự do đến chuyển động nhanh dần đều, đến chuyển động chậm dần đều, cũng như cái bài toán về chuyển động thẳng đều. Thầy sẽ giúp chúng ta xử lý khái niệm về gia tốc. Xin chào tất cả các bạn đang tiếp tục theo dõi thầy. À, thầy sẽ nói đến khái niệm gia tốc. Thầy đi phân tích gia là tăng hoặc là giảm hoặc là thêm bớt đấy. Còn tốc là vận tốc. Thế thì tăng giảm thì chúng ta phải quan tâm đến tăng giảm nhiều hay ít, nhanh hay chậm, đúng không? Thế trước tiên chúng ta phải nói đến tăng. Tăng thì người ta sẽ lấy V sau trừ đi V về trước, đúng không? Chia cho khoảng thời gian, đúng chưa? Thế anh này người ta ký hiệu là A. Đây chính là gia tốc. Còn delta T thì bằng T trừ đi T0. À, lấy thời điểm sau trừ đi thời điểm trước, thế ta sẽ gọi là V kiểu là vận tốc ở thời điểm T V0 là vận tốc ở thời điểm T0 đấy chưa? Thế đây người ta gọi là gia tốc. Gia tốc ý nghĩa của nó là cho biết vận tốc thay đổi trong một đơn vị thời gian là nhiều hay ít, được chưa? Đấy là gia tốc. Thì đơn vị của gia tốc là cái gì? À, đơn vị là gì? Nhìn đây, vận tốc sẽ có đơn vị là mét trên giây, thời gian đơn vị là giây, cho nên đơn vị của gia tốc là mét trên giây bình phương. Mét trên giây bình phương. Và để bài toán đơn giản thì ta xét bài toán đơn giản nhá. Xét bài toán đơn giản.
À, tức là thầy sẽ chọn, bài toán đơn giản là bài toán chọn chiều dương trùng với chiều chuyển động. Khi chọn chiều dương chiều chuyển động thì vận tốc v và vận tốc v0 là dương. Đấy, vận tốc v và v0 là dương. À đây ví dụ như là v0 đây. À v đây chẳng hạn. Thì thầy đã chọn một chiều dương cùng chiều chuyển động. Thì rõ ràng chiếu xuống thì cả hai vận tốc này đều dương. Và thầy chọn thời điểm bắt đầu xuất phát tính giờ gốc thời gian bằng 0. Được không? Để nó dễ. Thế thì thầy sẽ suy ra được cái biểu thức tính gia tốc. A sẽ bằng V trừ V0 chia cho T. Chia cho T. Thế bây giờ thầy sẽ nói đến cái chuyện đều không đều ở đây là gì? Đều, nhanh dần đều, chậm dần đều. À đây. Thầy sẽ nói đến ý này. Thế thì đều có nghĩa là cái lượng thay đổi này phải là không đổi. Biến đổi đều tức là lượng lượng thay đổi vận tốc là không đổi đúng không? Biến đổi đều. Thì A phải bằng một hằng số và khác khác không. Đấy chưa? Còn đều đều có nghĩa là vận tốc không đổi. Vận tốc không đổi có nghĩa là vận tốc sau trừ vận tốc trước nó bằng bằng không, cho nên A phải bằng bằng không. Đúng không? Còn rơi tự do nó chính là nhanh dần đều với một cái gia tốc A bằng g nào đó. Người ta đo được A bằng g. G ở đây có thể bằng 9,8 m/s bình phương hoặc là bằng 10 mét trên giây bình phương và vận tốc ban đầu bằng bằng không. Đúng không? Trước khi đi đến các biểu thức liên quan đến các chuyển động này thì thầy làm rõ vấn đề là A nhanh dần đều thì gia tốc A cùng phương cùng chiều với vận tốc v và v0. Còn chậm dần đều thì A sẽ là cùng phương ngược chiều với vận tốc. Để làm gì? Để khi thầy chọn chiều dương, khi chọn chiều dương trùng chiều chuyển động thì thầy sẽ có, khi thầy chọn chiều dương trùng chiều chuyển động thì bởi vì là chiều dương cùng chiều chuyển động thì V và V0 đều dương. À V và V0 đều dương mà A lại cùng phương cùng chiều V V0, cho nên ta có A dương là nhanh dần đều. Còn A âm là chậm dần dần đều. Và anh này chỉ đúng khi chọn chiều dương trùng chiều chuyển động. Thầy đi chứng minh điều này. Thầy đi chứng minh điều này. Đơn giản như sau. Nhanh dần đều thì lúc đầu thầy có vận tốc là V0. Đúng không? Sau đó nó sẽ có vận tốc V. Thì ở đây ta thấy này, gia tốc A sẽ bằng V trừ V0 chia cho delta delta t. Delta t là một đại lượng vô hướng, cho nên A và hiệu này cùng phương cùng cùng chiều. À hiệu này có nghĩa là V cộng với vector đối của vector V0. Vector đối vector V0 đây. Đây là trừ trừ V0. Rõ ràng hai này là hai vector cùng phương ngược chiều, cho nên vector tổng hợp delta V đây. Delta V đây. Đây chính là delta V mà. Chia cho delta T. Rõ ràng delta V cùng phương ở đây delta v cùng phương cùng chiều với gia tốc A. Mà nhìn vào hình ta thấy delta v
cùng phương cùng chiều với V0 và V. Cho nên suy ra A cùng phương cùng chiều với V và V, V0. Tiếp tục trong trường hợp thứ hai là chậm dần đều, đang có vận tốc là V0, thì vận tốc của nó ngắn đi. Đây, đây là V. Thì làm tương tự, trừ V0 đây. Tổng hợp hai vector cùng phương ngược chiều thì là vector tổng hợp theo anh vector dài, dài hơn. Đây là delta, delta V. Delta V cùng phương cùng chiều với A, đúng không? Tức là A sẽ hướng như thế này, hướng từ phải sang trái, mà V0 hướng sang phải, V hướng sang phải. Cho nên ta có nhận xét gia tốc cùng phương ngược chiều. Ok, thì chỗ này có hỏi gì nữa không? Nếu không thì thầy đi thiết lập các phương trình cốt lõi. Xem có bạn nào hỏi gì không? Chuyển động tròn đều thì nói sau nhá. Ok, thầy tiếp tục nói đến các phương trình, hệ thống các phương trình. Đó, có nhận xét quan trọng rồi. Bạn nào chưa hiểu lắm thì sau buổi live thì bài này sẽ được lưu lại, chúng ta có thể xem lại. Thầy sẽ đi thiết lập các phương trình cơ bản, các phương trình, các biểu thức. À, các biểu thức phương trình quan trọng. Và cứ bằng này biểu thức phương trình, các em nhớ thì các em sẽ nhớ được các biểu thức phương trình của các quá trình cụ thể thầy đang xây dựng với biến đổi đều. Được chưa? Thì thầy vẫn có quan điểm là đang chọn chiều dương trùng với chiều chuyển động, và t, t0 bằng 0, tức là thời điểm bắt đầu xuất phát, gốc thời gian bằng 0. Thế ta xuất phát từ biểu thức là A sẽ bằng V trừ V0 chia cho t, đúng không? Nhân chéo lên, ta sẽ có A nhân t bằng V trừ V, V0. Từ đây ta sẽ có biểu thức quan trọng đầu tiên, V bằng V0 cộng với AT. Biểu thức số 1 quan trọng. À, đây là biểu thức về vận tốc. Thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy này, à, vận tốc này là hàm bậc nhất của thời gian. Cho nên ta có hình ảnh đồ thị như thế này. V T nó xuất phát từ điểm V0, đúng không? Đây là V, V0. Thì chúng ta sẽ có ý nghĩa của cái đồ thị này như sau. Đây thì gọi là góc alpha, thì thầy sẽ có tan alpha sẽ bằng gia tốc. À, nếu mà tính được góc thì chúng ta sẽ tìm được gia tốc A. Đó, đây là ý nghĩa. À, thầy tiếp tục xây dựng biểu thức quãng đường. À, công thức tính quãng đường. Quãng đường thì chúng ta sẽ nói đến cái ý nghĩa của quãng đường. Quãng đường gồm là một hàm, nó phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là thời gian và đó là vận tốc. Đó, thế thì thầy xét cái bài toán. À,
Bài toán là thầy vẽ biểu thức V O T. Vẽ lại. Nó xuất phát khi t bằng 0, nó có vận tốc v0. Sau đó một khoảng thời gian đến thời điểm t thì nó sẽ có vận tốc là v. Đó. Thế chúng ta sẽ biết là cái hình hợp bởi đồ thị biểu diễn v với trục OT thì nó đóng vai trò là quãng đường S. Tức là quãng đường S sẽ bằng diện tích hình thang vuông. Đó. Thế diện tích hình thang vuông tính như thế nào? Ta có là S bằng hình thang vuông là đáy lớn, đáy nhỏ ta đem cộng vào. Đáy lớn, đáy nhỏ đây là đoạn này là đoạn V, V0. Cộng với đáy lớn là đoạn V. Rồi đem nhân với chiều cao đây. Đây là chiều cao. Chính là T trừ 0, nó là T. Sau đó chia đôi lấy nửa, đúng không? Muốn tính diện tích hình thang đáy lớn, đáy nhỏ ta mang cộng vào, đúng không? Rồi đem nhân với chiều cao chia đôi lấy nửa, thế nào cũng ra. Đây, đáy nhỏ, đáy lớn nhân với chiều cao chia đôi. Thế thì ta lại thay tiếp vào. Thay V bằng V0 cộng AT vào thì ta được cái gì? Rồi, thay vào đây. S bằng gì? Chỗ này là V, V0 giữ nguyên, V thay vào là 2V0 cộng với AT nhân T chia cho 2. Triển khai ra thì S sẽ bằng V0 T 2 chia 2 là hết, là V0 T cộng 1/2 AT bình. Đây là biểu thức tính quãng đường. Biểu thức quan trọng số 2. Được chưa? Sau đó ta sẽ nói đến phương trình chuyển động. Phương trình chuyển động. Tức là biểu thức của x theo t. Đơn giản lắm, vẫn như bài toán. Tổng quát ta xác định vị trí. Chúng ta để ý cách xác định vị trí như sau. Thầy vẫn chuyển động cho thẳng đều, thẳng bất kỳ thì thầy chọn trục OX. Gốc tọa độ ở O. Giả sử vị trí ban đầu nó ở vị trí M0. Cách gốc tọa độ một đoạn là X0. Sau một khoảng thời gian nó chuyển động với vận tốc ban đầu là V0 thì nó đến vị trí M. Thế cái đoạn từ O đến M này là x. Còn từ M0 đến M này chính là quãng đường đi được. Đúng không? Vậy ta dễ dàng có x bằng x0 cộng s. Thay biểu thức của s vào thì em sẽ có x bằng x0 cộng v0t cộng 1/2 AT bình. Đây chính là phương trình chuyển động. Biểu thức quan trọng số 3. Một biểu thức quan trọng nữa, ta làm mất yếu tố thời gian đi. Từ biểu thức 1 đây là biểu thức liên hệ V, V0, A và S. Đó. Liên hệ như thế nào? Ta có này, V bằng V0 cộng AT là biểu thức số 1, đúng không? Từ biểu thức số 1 ta sẽ suy ra T bằng T bằng gì? T bằng V trừ V0 chia cho A. Sau đó thay vào biểu thức S bằng V0T cộng 1/2 AT bình thì các em sẽ suy ra được kết quả cuối cùng sẽ được là V bình
trừ V không bình bằng 2 A A S. Biểu thức quan trọng số 4. Đấy, thì bốn công thức này là xuyên suốt chúng ta xử lý các bài toán trong chương 1 động học chất điểm. Đó. Thế bây giờ thầy sẽ đi tổng quát lại và suy ra các điều lưu ý với bài toán nhanh dần đều, chậm dần đều, thẳng đều, rơi tự do. Đúng không? Cứ share theo dõi và chúng ta có thể xem lại bốn công thức quan trọng. Bây giờ thầy hệ thống lại bốn cái công thức quan trọng. Bốn công thức quan trọng. Công thức số 1 là V bằng V0 cộng với A, AT. Công thức quan trọng số 2 là S bằng V0T cộng 1 phần 2 AT bình phương. Công thức quan trọng số 3 là X bằng X0 cộng V0T cộng 1 phần 2 AT bình. Và công thức quan trọng số 4 là V bình trừ V0 bình bằng 2 AS. 4 công thức quan trọng. Quên gì thì quên cả cái chương này, nhớ cho thầy 4 công thức này. Thế thì công thức này thì nhớ cho thầy là khi chọn chiều dương cùng chiều chuyển động. Đúng không? Khi chọn chiều dương cùng chiều chuyển động thì A dương ứng với nhanh dần đều, A âm ứng với chậm dần đều. Lưu ý rằng điều này chỉ đúng khi nào? Khi chiều dương cùng chuyển động. Còn khi chiều dương không cùng chuyển động thì nhớ một cái nhận xét là gì? Nhanh dần đều thì A và V cùng phương cùng chiều, chậm dần đều thì A và V cùng phương ngược chiều. Đây, bốn công thức quan trọng này đừng bao giờ đánh mất. Đó. Sau đó thầy nói đến câu chuyện về chuyển động thẳng đều. Thẳng đều. Thẳng đều, chúng ta nhìn đây. Thẳng đều thì gia tốc lúc nãy thầy bảo bằng bao nhiêu? Bằng 0. Bởi vì vận tốc nó không đổi theo thời gian, cho nên vận tốc sau trừ vận tốc trước nó bằng 0. Đúng không? Thì ra rõ ràng chúng ta sẽ thấy biểu thức 1. À, biểu thức 1 thế sẽ suy ra là gì? Là gì? À, thầy viết ngang đây luôn. Viết ngang đây luôn. Biểu thức 1 thầy sẽ có V bằng V0 hay là một hằng số. Đúng chưa? Vận tốc là một hằng số. Tiếp tục, biểu thức số 2. Thay V0 bằng V rồi đúng không? Thì S bằng V nhân với T. Có nhớ công thức về quãng đường không? Đúng là S bằng V nhân T đúng chưa? Bởi vì V0 bằng VA bằng 0 rồi. Biểu thức số 3 là phương trình gì? Phương trình tọa độ X bằng X0 cộng với V nhân với T. V nhân T. À, rõ ràng thấy quen với chuyển động thẳng đều đúng không? Biểu thức số 4 thì A bằng 0, à, V bình bằng V thì vẫn là biểu thức số 1, cho nên với chuyển động thẳng đều
thì biểu thức số 4 không không còn tồn tại nữa. Đúng không? Bởi vì chỗ này a bằng 0 thì v bình bằng v0, tức là v bằng bằng v0 thì chẳng qua là biểu thức số số 1. Đây là ba công thức quan trọng của chuyển động thẳng thẳng đều. Đó. Thì rõ ràng là nhớ được. Tiếp tục thầy nói đến sự rơi tự do. Rơi tự do. Cái bài liên quan đến rơi tự do thầy có rất rất bài giảng rất là chi tiết trên YouTube rồi. Nói chi tiết là rơi tự do là như thế nào, nó chịu tác dụng là sự rơi theo phương thẳng đứng nó chịu tác dụng của trọng lực, đúng không? Thì rơi tự do hết sức lưu ý là vận tốc ban đầu v0 bằng bằng 0. Đúng không? V0 bằng 0 và gia tốc a chính bằng g. Và người ta chọn, giả sử chọn chiều ở đây, vị trí rơi là O đây. À, trục thẳng đứng người ta không chọn là trục OX nữa mà là trục O OY. Đúng không? Rơi xuống. Rơi xuống. Thế thì thầy sẽ có biểu thức số 1. Ta sẽ có V. V0 bằng 0 rồi cho nên thầy sẽ có G. GT. Gia tốc, đúng không? Đây là chiều dương hướng xuống luôn. Gì nữa? Biểu thức số 2 là S bằng gì? G nhân với T bình trên trên 2. Đúng không? Biểu thức số 2 đấy. V0 bằng 0, A bằng G. À, 1 phần 2 G T bình. Và khi nó rơi xuống đất thì S mới bằng bằng H. Đúng không? Biểu thức số 3. Thẳng đứng thì người ta không ký hiệu là X nữa mà ký hiệu là Y. Y thì bằng Y0 cộng với V0 thì bằng 0 rồi, 1 phần 2 G T bình. Biểu thức số 4 là V bình trừ V0 bình mà V0 bằng 0 bằng 2 G S. S là quãng đường, ví dụ sau một khoảng thời gian T nó xuống đây thì đây là S. Đó, thế thì ta có toàn bộ các công thức. Đấy, thì bây giờ thầy sẽ giải đáp những cái thắc mắc của chúng ta liên quan đến những cái điều mà thầy vừa giảng. Sau đó các em sẽ lấy cái file bài tập mà thầy up trên Facebook cá nhân của thầy thì chúng ta sẽ làm trước. Hôm sau thì giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến hệ thống bài tập thầy đã đưa cho các em. Chúng ta sẽ lấy bài tập trên Facebook cá nhân của thầy. Facebook. Toàn PQ. Đó. Sau đó chúng ta làm bài tập trước. Làm bài tập. Rồi thứ tư tuần sau. À thứ ba tuần sau. Thầy like. Để chưa? À, thế vậy với bài tập chúng ta phải tóm tắt được. Bài tập phải tóm tắt. Đúng không? Giải. Đưa hệ thống công thức ra. Rồi. Bây giờ thầy sẽ đi giải đáp những thắc mắc liên quan đến đến cái phần lý thuyết mà thầy vừa trao đổi. Bạn Phạm Thảo nói rằng có bạn nào trong thị trấn Khoái Châu đang xem live không? Khoái Châu thì rất nhiều người. Đó. Thế thì các bài toán liên quan đến bài tập về chuyển động thẳng đều, về chuyển động thẳng biến đổi đều, sự rơi tự do
trên YouTube của thầy đã có, các em tham khảo thêm để làm các bài tập mà thầy đã up trên Facebook cá nhân. Thế thì hy vọng rằng chúng ta sẽ làm trước để hôm sau thầy giải đáp một buổi rất dài, giải đáp khoảng 1 tiếng rưỡi để chúng ta xử lý các bài này. Có lẽ là buổi trao đổi của thầy các kiến thức cơ bản về chuyển động thẳng, có thẳng đều, biến đổi đều và rơi tự do, để chúng ta nhớ những kiến thức cốt lõi nhất của cả chương 1 là 4 công thức này. 4 công thức này để chúng ta nhớ các công thức liên hệ, đúng không? Học nhiều quên nhiều, học ít quên ít. Đấy là cái triết lý làm việc của Nobita trong truyện Doraemon. Thì chúng ta cũng phải thế thôi. Nhớ càng ít thì càng được lâu. Chúc các em thành công. Buổi live của thầy đến các vấn đề liên quan đến chuyển động thẳng đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào buổi chữa đề bài tập vào thứ 3 tuần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.